Các biên tập xin gửi lời chào tới quý vị khán giả. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất, chính xác nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế. Sau đây là những bản tin chính mà chúng tôi vừa cập nhật. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như ông Tập Cận Bình khẩn cấp báo động thiên tai bão lũ giật cấp 16 tại Trung Quốc, cuốn trôi sở chỉ huy thành phố Vũ Hán vì nước sông Dương Tử và Hồ Bà Dương cùng hai con sông Mekong, Hoàng Hà tăng cao đột biến, đập Tam Hiệp khó chống đỡ được lũ. Đứng trước tình hình khẩn cấp nói trên, vào rạng sáng ngày hôm nay, gần 3 vạn người dân Trung Quốc đã định vượt biên trái phép sang Việt Nam để trú ẩn, nhưng đã bị lực lượng biên phòng của Việt Nam đóng chặt cửa, đồng thời ra tuyên bố cứng rắn. Nếu bất kỳ một người Trung Quốc nào cố tình vượt biên trái phép sang đất của Việt Nam sẽ ngay lập tức bắt giữ và trục xuất tống khứ ra khỏi lãnh thổ của Việt Nam. Mục đích thứ nhất là để ngăn ngừa dịch bệnh Covid đang lây lan một cách hết sức phức tạp. Mục đích thứ hai là không cho người dân Trung Quốc tràn sang Việt Nam để quấy nhiễu, quấy phá, làm ảnh hưởng tới tình hình trong khu vực. Trước thái độ cứng rắn và quyết liệt của các lực lượng chức năng Việt Nam kể trên đã được nhiều bạn đọc tán dương ủng hộ và nói rằng Việt Nam làm như vậy là hoàn toàn chính xác. Có một điều cực kỳ nguy hiểm, đó là mặc dù tình hình mưa bão lũ lụt sấm chớp đùng đùng đoàng đoàng đang hoành hành tại Trung Quốc, nhưng chính quyền ông Tập Cận Bình vẫn bất chấp tất cả phát động cho hải quân của Bắc Kinh đưa trực thăng ném bom mang theo nhiều tên lửa dẫn đường tiến ra ngoài quần đảo Phú Lâm, gần sát với quần đảo Hoàng Sa, để dọa nạt các nước trong khu vực cũng như thách thức chủ quyền đối với tất cả các nước trên thế giới. Hành động trên của ông Tập đã bị người dân của Trung Quốc liên tục phản đối vì họ cho rằng đất nước đang gặp lâm nguy nhưng người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc lại không lo cho dân chúng mà lại đeo quân đi gây hấn, gây chiến gây gổ đánh nhau với cả các nước trong khu vực. Không những thế, những khoản tiền mà một số nước trên thế giới ủng hộ lũ lụt cho nhân dân Trung Quốc, chính quyền ông ta cũng đem đi tiêu xài và dùng vào việc đầu tư cho quân sự, mặc cho hàng triệu người dân của Trung Quốc sống trong cảnh màn trời chiếu đất và sống trong cảnh thiếu lương thực, làm than và thuốc men cũng như bệnh tật. Kính thưa quý vị, theo thông tin một đài phát thanh ở thành phố An Huy của Trung Quốc cho biết, vào lúc 4 giờ 30 phút giờ địa phương rạng sáng ngày hôm nay, ban quản lý con đập Tam Hiệp cấp báo do mưa lớn trong suốt 58 ngày đêm vừa qua đã trút hàng tỷ mét khối nước từ trên trời rơi xuống Trung Quốc, cho nên mực nước tại hồ chứa đập Tam Hiệp cũng như nhiều con sông của Trung Quốc đang dâng cao chưa từng có trong lịch sử. Cùng với đó, lũ ống, lũ quét, động đất ở thượng nguồn đổ về khiến tình hình càng trở nên nghiêm trọng và lũ lụt cao hơn bao giờ hết. Đứng trước tình cảnh đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cho quyết định phá vỡ 3 con đê thuộc nhánh sông Dương Tử để cứu 3 thành phố Vũ Hán, An Huy và Hồ Nam, cũng như khu du lịch nổi tiếng của Trung Quốc mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn. Kính thưa quý vị, cổ nhân có câu họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Quả thật, điều đó đang hoàn toàn ứng nghiệm đối với hoàn cảnh của Trung Quốc hiện nay, khi nhiều tai ương, dịch bệnh, thiên tai và nhiều vấn đề khác liên tục giáng xuống chính quyền ông Tập Cận Bình. Điều đó đã khiến nhiều thành phố lớn của Trung Quốc như Thượng Hải, Quảng Đông, Quảng Tây, Vũ Hán, Hồ Bắc, Hồ Nam, An Huy, Trùng Khánh, nhất là thủ đô Bắc Kinh rơi vào một tình cảnh thật là tồi tệ trong lịch sử một cách dồn dập và liên tục. Họa này chưa hết thì họa kia ập đến. Và liệu đứng trước muôn vàn quả đấm như thế, chính quyền ông Tập Cận Bình có dám đương đầu hay rụt cổ né tránh? Điều đó chúng ta cần phải chờ đến hồi kết của nó thì mới thấy được. Tuy nhiên, trước mắt chúng ta thấy rằng Bắc Kinh vẫn đang rất ngông cuồng hống hách bởi vì họ vẫn đang lộng hành ngoài Biển Đông, bất chấp mưa bão đang nhấn chìm hai tỉnh thành của Trung Quốc. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là khá nóng khi vào sáng ngày hôm nay, chúng tôi mới thu thập được một thông tin từ tờ Tân Hoa Xã Trung Quốc cho biết tâm cứu trợ cứu nạn hạn hán và kiểm soát lũ lụt con sông Dương Tử thông báo rằng mực nước đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử, con sông được cho là dài nhất Trung Quốc, vào tối ngày hôm kia đã vượt mức báo động từ 3 tới 3,5 mét. Trong khi đó, mưa vẫn đang tiếp tục chút xuống vùng thượng nguồn. Con sông này khiến cho 7 cửa xả lũ lụt hoạt động hết công suất, và chính vì việc xả lũ gấp như thế này đã khiến nhấn chìm 1.779 ngôi nhà vùng hạ lưu sông Dương Tử, nhiều xe hơi, nhà lầu cũng bị cuốn trôi, hàng triệu người dân phải sơ tán gấp rút ngay trong đêm. Tuy nhiên, họ không biết đi đâu về đâu bởi vì chính quyền của ông Tập không lo cho người dân nơi cư trú, mà họ còn đang mải mê đi xâm chiếm Biển Đông và lãnh thổ lãnh hải của các nước khác. Tờ báo của Trung Quốc còn cho biết thêm, nước lũ dồn dập đổ về những hồ chứa có nơi lên tới 60.000 mét khối trên giây, tương đương với khoảng 10 phút
thì nước có thể lấp đầy cả một hồ Tây rộng lớn của Hà Nội, theo các nhà quan sát cho biết. Đây là lần thứ 3 mực nước dâng cao tới mức độ vượt cảnh báo đỏ tới 3 mét. Tuy nhiên, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung Quốc cho biết, từ nay đến hết tháng, Trung Quốc còn xuất hiện thêm 3 trận mưa to đến rất to và mỗi trận mưa sẽ kéo dài khoảng 8 tiếng. Nếu như công tác phòng chống lũ lụt không được đẩy lên cao, thì nhiều khả năng Bắc Kinh sẽ tiếp tục bị chìm trong biển nước và con đập Tam Hiệp sẽ bị vỡ lên tới 99,8%. Và khi con đập này vỡ, tất cả 2/3 diện tích của Trung Quốc sẽ bị vùi lấp trong biển nước và toàn bộ tài sản cũng như vật chất sẽ bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Khi đó, trên bản đồ thế giới sẽ không còn xuất hiện của tên Trung Quốc nữa. Và đây chính là thời khắc lụi tàn của Đảng Cộng sản, ông Tập Cận Bình. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng những dự ngôn và dự báo của các nhà tiên tri trong nước và nước ngoài cuối cùng cuối năm 2020 và dự đoán đầu năm 2023, Trung Quốc sẽ gánh chịu nhiều hậu quả đau thương do thiên nhiên cũng như dịch bệnh gây ra. Điều đó hoàn toàn ứng nghiệm khi 7 tháng đầu năm dịch bệnh Covid hoành hành tại thành phố Vũ Hán cũng như 31 tỉnh thành của Trung Quốc, làm cho Trung Quốc bị lụi tàn và kinh tế Trung Quốc xuống thấp nhất trong lịch sử 100 năm vừa qua. Đến nay, dịch bệnh Covid-19 tưởng như đã được khống chế ở thành phố Vũ Hán cũng như 31 tỉnh, thành phố khác của Trung Quốc và đời sống của nhân dân Bắc Kinh được quay trở lại với nhịp sống bình thường. Tuy nhiên, nó chỉ diễn ra được một tuần thì mưa lũ, mưa to liên tục ập xuống 28 tỉnh, thành phố phía Trung Quốc. Bây giờ cộng thêm động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở, vòi rồng và sấm sét đùng đùng liên tục ập xuống phía Trung Quốc, khiến cho nhiều tỉnh thành của Trung Quốc bị ngập lụt sâu tới 9-10 mét và những nơi chúng ngập tới 15 mét, làm cho đời sống của nhân dân bị đảo lộn. Và tất cả những nguyên nhân này đều do một điều báo là những con quả đen bay khắp bầu trời của thủ đô Bắc Kinh. Bây giờ ngồi ngẫm lại mới thấy rằng những lời dự ngôn và những tiên đoán của các nhà tiên tri là chính xác. Thưa quý vị, các nhà tiên tri năm 2022 còn đưa ra một dự báo thông báo rằng nếu như chính quyền của ông Tập không thay tính đổi nết mà vẫn giữ nguyên cái thói hung bạo, bạo ngược, tham lam, vô độ thì đến cuối năm 2023, Trung Quốc còn gánh chịu nhiều đau thương nữa, không chỉ do mẹ thiên nhiên và Đức Chúa Trời giáng xuống, mà dịch bệnh, một dịch bệnh khác với cả dịch bệnh Covid sẽ lại tiếp tục hành hành tại một số khu vực và tỉnh thành của phía Trung Quốc, khiến cho đất nước của Trung Quốc lâm vào tình cảnh hết sức tồi tệ. Có một điều bí hiểm, đó là dịch bệnh mà các nhà tiên tri dự đoán ở đây được cho là còn trầm trọng và nguy hiểm hơn cả dịch bệnh Covid-19. Nhưng đến bây giờ, mọi người vẫn chưa biết dịch bệnh đó là gì. Và nếu như Trung Quốc muốn yên ổn và sống một cuộc sống ấm no hạnh phúc, thì tốt nhất chính quyền của ông Tập Cận Bình nên ngừng tay những thói hung tàn bạo ngược với một số nước trong khu vực, đặc biệt là đối với Việt Nam. Nếu không, những đòn đau thương lại tiếp tục giáng xuống chính quyền Bắc Kinh và khi đó toàn bộ Trung Quốc sẽ bị sa phẳng. Kính thưa quý vị, theo hãng tin nổi tiếng của Mỹ mang tên BBC News, rạng sáng ngày hôm nay cho biết mặc dù mưa lũ đang càn quét phía Trung Quốc nhưng chính quyền ông Tập Cận Bình vẫn diễn tập bắn đạn thật, ném bom và phóng tên lửa ở ngoài biển Đông, sát với vịnh Bắc Bộ của Việt Nam. Tờ báo của Mỹ nói rằng lực lượng trên không thuộc chiến khu miền Nam của Trung Quốc hôm qua thông báo cuộc diễn tập tấn công mục tiêu bắn đạn thật, phóng tên lửa và ném bom sẽ diễn ra ở vùng biển phía tây bán đảo Lôi Châu, sát với quần đảo Phú Lâm. Đây được cho là một hành động gây ra rất nhiều nguy hiểm cho Biển Đông cũng như một số nước trong khu vực. Tờ báo của Mỹ miêu tả chi tiết như sau. Bán đảo Lôi Châu nằm ở cực nam tỉnh Quảng Đông, phía tây hướng ra vịnh Bắc Bộ, phía đông hướng ra Biển Đông. Cục Hải sự Bắc Hải của Trung Quốc cũng đã ra thông báo hai cuộc diễn tập quân sự sẽ được tổ chức ở vịnh Bắc Bộ này, bất chấp lũ quét vẫn đang hoành hành tại đất liền của Trung Quốc. Theo thông báo, lực lượng trên không thuộc chiến khu miền Nam của Trung Quốc, cuộc diễn tập đang tiến hành ở hai giai đoạn và bao phủ trên một khu vực rộng với bán kính khoảng 8 km. Cũng theo thông báo, các loại đạn bác công phá, tên lửa, bom mìn sẽ được mang ra để diễn tập. Theo các chuyên gia quân sự của Mỹ cho biết, cuộc diễn tập của Trung Quốc mang hai mục đích. Mục đích thứ nhất là để nâng cao tinh thần chiến đấu của quân đội Bắc Kinh. Mục đích thứ hai chính là chính quyền ông Tập Cận Bình muốn gửi gắm cho thế giới biết rằng mưa to, bão tố, động đất, lũ quét, sạt lở không làm ảnh hưởng gì tới người dân của Trung Quốc cũng như quân đội của Bắc Kinh. Hiện tại thì đất nước Trung Quốc vẫn đang rất ổn và họ chứng tỏ rằng quân đội của họ đang rất hùng mạnh. Mặt khác, chính quyền ông Tập Cận Bình muốn gửi một lời thách đấu đối với các nước trên thế giới, trong đó có Mỹ, tại khu vực Biển Đông. Được biết, tờ báo Tokyo News của Nhật Bản
cũng loan tin quân đội của Trung Quốc có kế hoạch tổ chức cuộc tập trận đổ bộ với quy mô lớn gần quần đảo Hải Nam và sát với quần đảo Phú Lâm ở ngoài khơi Biển Đông, nhằm thể hiện sức mạnh quân đội quật cường của Trung Quốc đối với tất cả các nước trong khu vực. Trước đó thì tờ báo Tokyo của Nhật Bản còn cho biết vào đầu tuần trước, lực lượng trên không thuộc chiến khu miền Nam của Trung Quốc đã tiến hành một cuộc diễn tập bắn đạn thật và phóng rất nhiều tên lửa, ngang nhiên điều máy bay tiêm kích ném bom H-7 và chiến đấu cơ J-11 quanh quần đảo Phú Lâm sát với quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Hành động nguy hiểm của Trung Quốc đã bị nhiều nước trong khu vực cũng như cộng đồng trên thế giới lên tiếng chỉ trích. Họ nói rằng trong nước thì lũ lụt không lo cho dân chúng, họ lại vẫn tỏ ra là một cường quốc lớn mạnh bị gây hấn, bắt nạt. Ngoài Biển Đông, họ lại vẫn muốn tỏ ra là một cường quốc lớn mạnh đi gây hấn, bắt nạt ngoài Biển Đông và khu vực biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên, Ấn Độ. Điều đó cho thấy rằng lòng tham của chính quyền ông Tập Cận Bình đã ăn vào máu mủ và không thể nào cột sạch hết. Trong một sớm một chiều, lũ lụt do mẹ thiên nhiên cũng như do trời và đất và Đức Chúa Trời ra tay trừng phạt. Đức Chúa Trời ra tay trừng phạt Trung Quốc thay cho một số nước trên thế giới. Tuy nhiên, hình như họ vẫn chưa sợ mà vẫn chưa khuất phục. Họ dường như vẫn tỏ ra rất ngông cuồng và những điều đang làm cho mẹ thiên nhiên liên tục giáng những đòn đau thấu xương cho Trung Quốc trong một vài ngày tới. Được biết, mưa to, gió lớn và bão tố tiếp tục càn quét Trung Quốc trong những ngày tiếp theo. Và nếu như tình trạng này không chấm dứt thì chỉ khổ cho người dân Trung Quốc đại lục mà thôi. Và liên quan tới những tình hình mưa to, gió lớn, động đất cũng như sạt lở, chúng tôi tiếp tục cập nhật cho quý vị vào những bản tin tiếp theo. Còn chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Kính chúc quý vị có một ngày tràn đầy sức khỏe và vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết chương trình của chúng tôi. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn like, share và nhấn chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất trong những video tiếp theo của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.